các cán bộ, chiến sĩ của quân đội phối hợp cùng các lực lượng kiểm soát chặt chẽ người dân đi ra đường trong ngày đầu siết chặt giãn cách xã hội. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19. Từ sáng sớm, lực lượng quân đội kiểm tra chặt người dân lưu thông, qua các chốt kiểm tra ở nội thành mọi người được phân về các chốt để hỗ trợ làm việc mỗi chốt trực ngoài lực lượng công an, cảnh sát giao thông còn có 3 chiến sĩ bộ đội tham gia công tác giám sát, kiểm tra người dân nhằm siết chặt giãn cách xã hội, tăng cường kiểm soát, phòng chống một số chốt kiểm soát nội thành khá đông đúc trong sáng đầu tuần. Những người ra đường hầu hết là nhân viên y tế, công vụ, lực lượng làm nhiệm vụ chống, tuy nhiên, nhiều người chỉ có thẻ của cơ quan mà không có bất cứ giấy tờ được phép lưu thông nào khác, lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu xe. Lưu lượng phương tiện ở một số tuyến đường vẫn khá đông dù không nhộn nhịp, như những ngày trước một trường hợp có tin nhắn báo lịch đi tiêm vaccine bị từ chối cho qua chốt, lực lượng gác chốt yêu cầu người dân phải có giấy hẹn hầu hết các tuyến đường. Tại thành phố Hồ Chí Minh đều khá vắng vẻ ngày đầu quân đội tham gia siết chặt giãn cách xã hội. Đối với các gia đình có ca F0, F1 thực hiện cách ly tại nhà, thực hiện nghiêm từng hộ dân ở trong nhà, Ủy ban nhân dân các đoàn thể phường sẽ tổ chức mang nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà thôn. Các khu nhà trong các hẻm nhỏ đông người, mật độ dân số đông, thực hiện triệt để việc giãn cách xếp với người xung quanh. Hàng ngày, mọi người dân hạn chế tối đa, không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Người dân ban nhân dân quận qua số điện thoại 028-3555. Các biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 của mỗi người dân sẽ có ý nghĩa quyết định đối với kết quả phòng chống dịch trên địa bàn quận. Chung tay thực hiện, thể hiện trách nhiệm bằng việc chấp hành nghiêm các quy định với các lý do khác, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, không hợp tác, không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Và qua các số điện thoại đường dây nóng từ các trường hoặc thông tin từ Ủy ban nhân dân 888 những tuyến hẻm khu vực tổ dân phố còn đang thực hiện của người dân.